Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết khu vực Tây Nguyên trong một tuần tới vẫn là nắng khô, còn ở khu vực Trung Bộ thì từ ngày mai cũng xảy ra một đợt nắng nóng đầu mùa. Dự báo là ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng không chỉ còn cục bộ ở vùng núi nữa, mà nhiều thành phố gần biển nhiệt độ cũng sẽ tăng tới mức nắng nóng 35-36 độ như là thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng hay là Quảng Ngãi. Đến đồng thời trong những ngày tới thì du khách phải lưu ý các biện pháp tránh nóng, bởi vì dự báo là từ thứ hai cho đến thứ sáu thì sẽ xảy ra nắng nóng, trong đó nóng nhất đó là ngày thứ năm với mức nhiệt lên tới 37 độ C. Mới nắng nóng đầu mùa nên không kéo dài, tối và đêm trời dịu hơn, nhiệt độ thấp nhất khoảng là 26 đến 27 độ C. Đây là lúc thích hợp để du khách ngắm nhìn thành phố Đồng Hới về đêm lung linh bên dòng Nhật Lệ. Đà Nẵng dù sát biển nhưng mà cũng nằm trong vùng nắng nóng. Dự báo là từ ngày mai đã xảy ra nắng nóng 35 độ C, sau đó nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì kéo dài cho đến cuối tuần sau. Bãi biển Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp được tạp chí Forbes bình chọn sẽ là địa điểm giải nhiệt lý tưởng cho du khách. Đến phố núi Pleiku cả tuần tới thì trời nắng khô nhưng mà nhiệt độ thì chưa tăng quá cao. Dự báo nhiệt độ buổi trưa khoảng là 31 đến 32 độ C, còn về đêm thì trời dịu hơn, nhiệt độ giảm xuống còn ở mức là từ 22 cho đến 24 độ C. Đây sẽ là điểm dừng chân thích hợp cho quý vị đến với Tây Nguyên vào dịp này. Thủ đô Hà Nội có những ngày nắng nóng đầu tiên trong năm ngay từ những ngày đầu tháng 4 này. Trong đợt nóng này thì thủ đô Hà Nội thứ 2 cho đến thứ 5 nhiệt độ ở mức là 35 đến 36 độ C. Thời tiết đang trong thời điểm giao mùa, trạng thái giữa nóng và lạnh, nắng và mưa liên tục thay đổi, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, du khách ở thủ đô thì nhớ chuẩn bị kỹ thuốc men cũng như là vật dụng chống nắng để có thể sử dụng khi cần thiết. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới thì dự báo là tiếp tục nắng nóng với mức cực tím cũng ở mức rất cao. Trong lịch trình vui chơi của mình, quý vị nên chuẩn bị vật dụng che chắn nắng đầy đủ, mang theo nước uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh say nắng say nóng. Tối và đêm không khí dịu đi nhanh, trời mát, nhiệt độ giảm xuống còn ở mức là từ 25 đến 27 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.